Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của mình. Video hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe Honda tháng 9 năm 2018 tại đại lý ở tỉnh Lai Châu để các bạn tham khảo. Chuẩn bị cho một năm học mới nên rất nhiều bạn đã sắm cho mình một chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Chính vì thế, tại các đại lý đã sôi động hơn rất nhiều. Tuy vẫn là thời điểm trong tháng cô hồn, theo ghi nhận mới nhất tại đại lý, giá xe tháng 9 này cơ bản vẫn giữ mức giá ổn định so với tháng 8 ở tất cả các dòng xe của hãng Honda. Sau đây, mình sẽ đi vào nội dung chính của video hôm nay. Đầu tiên là dòng xe côn tay. Hiện tại ở đại lý chỉ có chiếc xe Honda Winner 150 2018. Đây là chiếc xe được sự quan tâm rất lớn ở thời điểm hiện tại, vì đối thủ cùng phân khúc với Winner là Exciter và Raider đã nâng cấp đáng kể ở phiên bản mới và đang có mức giá cao hơn rất nhiều. Chính vì thế, rất nhiều bạn đang hóng Honda cho ra mắt một chiếc Winner 2019 có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Cụ thể, giá bán chưa bao gồm đăng ký như sau. Giá xe Honda Winner 150 2018 bản thể thao gồm các màu đỏ, trắng, xanh, vàng có giá bán hiện tại là 40.500.000 đồng. Honda Winner 2018 bản cao cấp màu đen mờ có giá bán hiện tại là 41.500.000 đồng. Tiếp theo là dòng xe tay ga. Đầu tiên là chiếc Honda Vision 2018. Đây là chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường xe máy Việt Nam từ đầu năm trở lại đây, được rất nhiều chị em yêu thích và lựa chọn. Nếu để nói trong tầm giá này thì Vision dường như không có đối thủ, bởi chiếc xe có thiết kế đẹp, vận hành tốt và khá tiết kiệm xăng. Giá bán của chiếc xe này như sau. Vision 2018 bản thời trang gồm các màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đỏ đậm, hồng có giá bán hiện tại là 30.500.000 đồng. Honda Vision 2018 phiên bản cao cấp màu đen mờ có giá bán hiện tại là 31.500.000 đồng. Tiếp đến là chiếc xe Honda Lead. Đây cũng là mẫu xe của chị em. Nếu các bạn đi ngoài đường có thể thấy các chị em sử dụng chiếc xe này rất nhiều để phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Dường như trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ, Honda vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em. Giá xe Honda Lead 2018 bản tiêu chuẩn không có smart key gồm hai màu đỏ và trắng đen có giá bán hiện tại là 38.990.000 đồng. Honda Lead 2018 phiên bản có chìa khóa thông minh smart key gồm các màu xanh lam, vàng, xanh lục, trắng lâu, trắng ngà có giá bán hiện tại là 40.000.000 đồng. Còn Honda Lead 2018 màu đen mờ mới như trên màn hình các bạn theo dõi có giá bán hiện tại là 41.000.000 đồng. Tiếp theo là một chiếc xe có thiết kế trung tính dành cho cả nam và nữ, cũng đã làm nên thương hiệu của Honda tại thị trường xe máy Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Honda E-Blade 2018. Có nhiều nguồn thông tin cho rằng Honda sẽ trang bị một động cơ mới 150 phân khối cho chiếc xe E-Blade trong năm 2019. Giá bán cụ thể như sau. Giá xe Honda E-Blade 2018 bản thể thao không có chìa khóa thông minh smart key gồm các màu bạc đen, trắng đen, xanh đen, đỏ đen có giá bán hiện tại là 40.500.000 đồng. Honda E-Blade 2018 bản cao cấp có chìa khóa thông minh smart key gồm các màu đen bạc, bạc đen, xanh bạc đen, đỏ bạc đen có giá bán hiện tại là 43.000.000 đồng. Và chiếc Honda E-Blade 2018 bản sơn tự tính có chìa khóa thông minh smart key gồm hai màu xám đen, vàng đồng đen có giá bán hiện tại là 44.000.000 đồng. Và cuối cùng là chiếc xe Honda E-Blade 2018 bản kỷ niệm 20 năm có chìa khóa thông minh smart key màu đen đỏ có giá bán hiện tại cao nhất là 46.000.000 đồng. Cuối cùng, ở phân khúc xe tay ga là dòng xe SH1 và SH125-150. Cụ thể giá bán chưa bao gồm đăng ký như sau, các bạn tham khảo. Giá xe SH1 2018 bản cá tính gồm các màu trắng sứ, đỏ đậm, bạc mờ có giá bán hiện tại là 61.500.000 đồng. Honda SH1 2018 bản thời trang có giá bán hiện tại 58.500.000 đồng. Giá xe Honda SH125 phanh CPS có giá bán hiện tại là 74.000.000 đồng. Honda SH125 phanh APS có giá bán hiện tại là 83.500.000 đồng. Honda SH150 phanh CPS có giá bán hiện tại là 90.500.000 đồng. Và Honda SH150 phanh APS có giá bán cao nhất là 100.500.000 đồng. Cuối cùng là dòng xe số phổ thông của hãng Honda. Đầu tiên là chiếc Honda Goalfa, cũng là mẫu xe làm nên tên tuổi của Honda tại thị trường xe máy Việt Nam.
Mới đây nhất, để đáp lại liền tin yêu của người tiêu dùng, Honda đã cho ra mắt Goenfa 110/2018 bản giới hạn đặc biệt màu cam với số lượng chỉ 5.000 chiếc trên toàn quốc. Giá xe Honda Goenfa 110/2018 có giá bán hiện tại đã giảm chỉ 17 triệu đồng. Honda Goenfa 110/2018 bản giới hạn đặc biệt màu cam có giá bán cao hơn là 19 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Honda Blade 110/2018 với 3 phiên bản và rất nhiều các màu sắc cho các bạn lựa chọn. Cụ thể giá bán bao gồm đăng ký như sau. Giá xe Honda Blade 110/2018 bản phanh cơ vành nan hoa có giá bán hiện tại là 17.900.000 đồng. Honda Blade 110/2018 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa có giá bán hiện tại là 18.900.000 đồng. Honda Blade 110/2018 phiên bản phanh đĩa vành đúc có giá bán cao nhất là 20 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc xe Honda Wayrix 110/2018. Đây là chiếc xe đang được bán rất chạy trong phân khúc xe số phổ thông bởi thiết kế đẹp, động cơ tốt và cũng rất tiết kiệm xăng. Cụ thể, giá xe Wayrix 110/2018 bản phanh cơ vành nan hoa có giá bán hiện tại là 21 triệu đồng. Wayrix 110/2018 bản phanh đĩa vành nan hoa có giá bán hiện tại là 22.500.000 đồng. Và Wayrix 110/2018 bản phanh đĩa vành đúc có giá bán cao nhất là 24.500.000 đồng. Cuối cùng là chiếc xe Honda Future 125 Fi 2018. Đây là một mẫu xe mới ra mắt, tuy nhiên số lượng bán ra không được như mong đợi của hãng. Cụ thể giá bán như sau. Giá xe Honda Future 125 Fi 2018 bản vành nan hoa có giá bán hiện tại là 31 triệu đồng. Honda Future Fi 2018 bản vành đúc có giá bán cao hơn là 32 triệu đồng. Với mức giá hiện tại, cơ bản vẫn ổn định so với tháng trước. Mức giá trên chưa bao gồm đăng ký tại một đại lý ở tỉnh Lai Châu. Các bạn nên liên hệ đại lý gần nhất trên toàn quốc để có giá bán chính xác cho từng dòng xe của mình, vì mỗi đại lý có mức giá bán khác nhau. Đây là cơ sở để các bạn lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay và hữu ích, các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.
don't stop.